Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một bộ mẹ con nha anh chị. Mẹ là mẫu Bombay đó, tơ đẻ lứa đầu. Con là con cái xin đỏ mặt luôn nha anh chị. Đó, mẹ thì đã phối bò nhà, bò thả nọc bò lại tháng hơn rồi anh chị ơi. Đó, tầm khoảng tháng rưỡi thì con thì tầm 2 tháng rưỡi nha anh chị. Đó, mẹ thì chiều cao tầm giữa lưng thì 1m50, con thì khoảng 9 tấc nha anh chị. Đó, mẹ con tơ để lứa đầu. Đó, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh anh chị ơi, mẫu thùng dầu đỏ mặt, chân kiền khú luôn, móng sò. Đó, bò thà mẫu tha đồng, mẫu bô xin. Đó, thì anh chị gần xa thích bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại em để cho mình. Giá là 29.500 bao ship thành phố Tân An. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ. Đó, con là con cái bu xin lưng đôi nha anh chị. Nó mẫu thùng dạo bua lưng đôi đó anh chị ơi. Lông diện da sát bóng mồng luôn. Đó, mẹ thì đuôi dài một chùm phết gót luôn anh chị. Đúng bản 4 vú đều đó anh chị. Đó, con là chân kiền thú móng đen luôn nha anh chị. Đó, chạy đuôi to nha anh chị. Đó, nuôi con thì cũng không ốm bao nhiêu nha anh chị. Đó, thì mình có đồng chăn thả, mình có điều kiện bắt mẹ con gì làm giống sinh sản anh chị. Nó có bò thịt thì trao đổi một mẹ con cũng được. Vậy thấy clip hay, kênh hay, cho em được đăng ký chia sẻ.